Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây, đó chính là cái lịch mở thưởng của các thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ hai và thứ năm sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ ba tại Quảng Ninh, thứ tư tại Bắc Ninh, thứ sáu tại Hải Phòng, thứ bảy tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người và gửi đến mọi người một vị trí công thức đường cầu giải đặc biệt bắt lựa chọn khung 3 ngày. Thì với vị trí đường cầu đó ấy, thì cho đến cái thời điểm hiện tại là tuần trước thì cũng đã chạy cho chúng ta ít nhất là 4 tuần rồi. Đó, ít nhất là 4 tuần rồi mọi người nhá. Và đường cầu cũng chạy khá là hay. Và trước khi chia sẻ cho mọi người cụ thể thì mình xin phép điểm lại một chút với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua là thứ hai của ngày 11 tháng 12. Đầu tiên ấy thì tại vị trí giải đặc biệt thì trả về chúng ta đây là con số 38, nằm ở chạm 3, chạm 8 và tổng 1. Ba càng là 038 và cặp bộ số là 38038. Đối với vị trí giải nhất thì có chúng ta là con số 75 và giải nhì thì có 46 và 34. Đối với vị trí của lô hai nháy thì ngày hôm qua xuất hiện thứ nhất là con số 38, ở vị trí thứ hai là con số 79 và ở vị trí thứ ba là con số 81. Đối với lô kép thì có vị trí của kép 33, vị trí của kép 66. Đầu lô tô ngày hôm qua thì có vị trí của đầu 9 nó bị câm mọi người nhá. Rồi thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số các đặc điểm nổi bật của bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua. Thì đối với cái vị trí đường cầu giải đặc biệt này, mình sẽ lấy số vật điểm khá là dài. Mình sẽ lấy cách đây 4 tuần cơ mà. Thì mình sẽ lấy bắt đầu là khi bảng kết quả mở thưởng của thứ hai ngày 13 tháng 11 của năm 2023 có xong, chúng ta sẽ phân tích và cụ thể cái đường cầu này chạy như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ đi phân tích để anh em có thể là dễ hiểu và nhìn nhận được cái công thức chính xác nhất. Rồi, thì sau đây mọi người cùng đến với mình, đó chính là cái bảng thống kê và bảng phân tích. Đầu tiên này thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút với bảng kết quả này. Đây là bảng kết quả mở thưởng của thứ hai ngày 13 tháng 11. Đầu tiên lấy cho mình như sau. Đó chính là tại vị trí của giải 5. Và vị trí giải 5 này lấy cho mình bộ thứ hai, tất cả những con số nằm trong bộ thứ hai nhé. Bộ thứ nhất này, bộ thứ hai này, thì chúng ta sẽ có là giải 5.2 này. Kết nối sang bên này, lấy cho mình ở đây hai cái con số đầu nằm trong cái bộ 2 giải nhì. Đây là giải nhì nhá. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai thì lấy cho mình hai con số đầu tiên 1 2, thì chúng ta có kép 22. Ở đây chúng ta có 2.2. Và vị trí hai con số đầu của giải 3.3. Đây là giải 3 này. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba thì hai con số đầu ở đây đó là 5.3. Đây chúng ta có 3.3 nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy vị trí của giải 5.2 trước này. Tại giải 5.2 chúng ta sẽ có là 1, 5 và 9. Chúng ta có 1 này, có 5 và có 9. Kết nối ở đây là giải 2.2. Lấy hai con số đầu chúng ta có kép 22 như lấy mình đã thông báo cho anh em ấy, thì chúng ta chỉ lấy một con số là con số 2 thôi. Còn đối với giải 3.3, ở vị trí của giải 3.3 thì ở vị trí của G3.3 này thì hai con số đầu này 1, 2 thì lần lượt xuất hiện đây là 5.3. Vị trí của 5.3 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt lại với nhau nhé. Thì mọi người để ý cho mình này. Đầu tiên ấy là con số 1 kết hợp sang thì chúng ta sẽ có là cặp 121, cặp 151 và cặp 131. Đối với 5 thì chúng ta sẽ có là 525. Và chúng ta có kép 55 và 00. Cũng như vị trí của cặp 535. Với vị trí của 9 thì chúng ta sẽ có là 929, cặp 959 và cặp 939. Rồi, đối với vị trí đường cầu này nhá, thì chúng ta sẽ nhận định như lấy mình đã thống kê cho anh em nhìn nhận một cách nó đủ ngày nhất, thì chúng ta sẽ lựa chọn trong biên độ khung 3 ngày là cho ngày thứ 3, ngày thứ 4 và ngày thứ 5. Bây chúng ta sẽ đi kiểm chứng này. Ở khung ngày thứ nhất là ngày thứ 3 trở về kép 00 thì chúng ta có ngay cái cặp kép 5500 ở đây rồi, đúng không? Rồi, vậy ngày thứ nhất chúng ta lỗ này. Đến khung ngày thứ 2 là ngày thứ 4 trả về chúng ta là con số 59, thì trong dàn chúng ta cũng lại có cặp 959 ở đây. Và đến khung ngày thứ 3 trả về 69 thì không có rồi. Vậy ở cái tuần xuất phát điểm, đường cầu này đã trả về 2 ngày
trên tỷ lệ khung là 3 ngày. Tiếp tục mình lại nhận định cái đường cầu này. Thì sau khi cái ngày thứ 5 kết thúc xong ấy, mọi người chú ý cho mình cái biên độ đường cầu này nhé, phải lấy đúng ngày. Sau khi cái biên độ ngày thứ 5 có xong ấy, chiến thắng xong, kết thúc xong, thì chúng ta lại tiếp tục đợi đến bảng kết quả mở thưởng của thứ 2 tuần sau đó. Khi có bảng kết quả xong thì chúng ta mới lại phân tích tiếp. Vẫn với công thức ở đây là giải 5.2, kết nối cho mình ở đây là giải 2.2 với giải 3.3. Hai vị trí này thì lấy hai con số đầu tiên. Thì mình đã đưa ra cho mọi người cái phân tích khá là kỹ rồi. Thì đầu tiên là tại giải 5.2 này. Đây là giải 5 này. Bộ thứ nhất này, bộ thứ hai thì chúng ta sẽ có lần lượt những con số sau: con 4, con 2 và con 9. Đấy, chúng ta sẽ có là 4 này, 2 và 9. Rồi kết hợp ở đây là giải 2.2 quay trở lên với giải 2. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai lấy hai con số đầu. Lấy hai con số đầu đây thì chúng ta sẽ có là 1 kép 88 nhé. Thì chúng ta lấy 1 thôi, là con số 8. Còn giải 3.3. Giải 3.3 thì đây. Đây giải 3 này. Bộ thứ nhất này, bộ thứ hai này và đây là bộ thứ ba. Lấy hai con số đầu này, 1 2 thì chúng ta có là 1 với 3. Chúng ta lại đi kết hợp lần lượt lại với nhau. Thì chúng ta sẽ có được cái dàn đặc biệt cụ thể ở đây. 4 kết hợp sang cái dàn bên này thì chúng ta sẽ có là cặp 484, cặp 414 và cặp 434. Tương tự 2 kết hợp sang thì chúng ta có là 282, cặp 212 và cặp 232. Với vị trí của 9 kết hợp với 8 thì chúng ta có là 989. Chúng ta có 919 và chúng ta có cặp 939. Tiếp nối với cái dàn này thì chúng ta lại phân tích và kiểm chứng cho 3 ngày là ngày thứ 3, thứ 4 và ngày thứ 5. Rồi, ở khung ngày thứ nhất này là ngày thứ 3, trả về 48. 48 thì trong dàn chúng ta có ngay cặp số đầu tiên là cặp 484 ở đây. Vậy khung ngày đầu tiên chúng ta tiếp tục lỗ này. Đến khung ngày thứ 2 là ngày thứ 4, trả về 70, trong dàn chúng ta chưa có. Và đến khung ngày thứ 3 trở về kép 99 thì chúng ta cũng không có rồi. Có sát nhất là cặp 989 thôi. Vậy cái ở tuần thứ 2 ăn thông ấy thì đã lỗ ở khung ngày đầu tiên là vị trí của cặp 484. Rồi, tiếp tục với cái vị trí của công thức đường cầu này. Bây giờ mình lại phân tích cho anh em vào tuần thứ 3 liên tiếp. Thì chúng ta lại di chuyển đến bảng kết quả mở thưởng của thứ 2 tuần sau đó. Là bảng kết quả mở thưởng thứ 2 ngày 27 tháng 11. Thì đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 27 tháng 11. Vẫn với công thức có cho mình ở đây, giải 5.2 này, kết nối ở đây đó chính là giải 2.2 và giải 3.3. Đầu tiên đó chính là giải 5.2. Vị trí giải 5.2 đây là giải 5 này. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai thì chúng ta sẽ có đây là 1, 2 và 7. Chúng ta có 1, có 2 và có 7. Chúng ta sẽ đi kết hợp với mình ở đây đó chính là giải 2.2. Giải 2.2 thì lấy cho mình là hai con số đầu. Thì quay trở lên với giải 2 này, bộ 1 này, bộ 2, lấy hai con số đầu thì chúng ta có 1, 2. Rồi, thì đến với giải 3.3, đây là giải 3 này, bộ 1 này, bộ 2 và bộ 3. Tại bộ 3 này chúng ta lấy cho mình hai con đầu thì ở đây nó có là 1, 2 này. Thì chúng ta sẽ có là hai con số 4 và 6, có 4 và có 6. Và chúng ta lại đi kết hợp lại với nhau. Một kết hợp sang bên này thì chúng ta có là kép 11 và 66 này, cặp 121 này, cặp 141 này và cặp 161. Tương tự con 2 kết hợp sang thì chúng ta có 212, chúng ta có kép 22 và 77, chúng ta có 242 và có 262. Tương tự 7 thì chúng ta có là 717, 727, cặp 747 và cặp 767. Đó. Chúng ta lại tiếp tục, bên chúng ta sẽ đi để ý cùng với mình nhé. Lựa chọn cho khung 3 ngày. Rồi khung ngày thứ nhất là ngày thứ 3, trả về 13. 13 chúng ta không có, chúng ta chỉ có 121 với 141 thôi. Rồi, ở khung ngày thứ 2 là ngày thứ 4, trả về 41. Thì trong dàn chúng ta cũng đã may mắn xuất hiện, đó chưa cặp 141 ở đây rồi. Và đến khung ngày tiếp theo là khung ngày cuối, thì khung ngày thứ 3 là ngày thứ 5 đấy. Thì trả về chúng ta là con số 26. 26, đây rồi. Rồi, vậy ở tuần thứ 3 ăn thông ấy thì đường cầu lại trả về 2 ngày, đúng không ạ? Là cái ngày thứ 4 và ngày thứ 5 ấy. Đó, anh em chú ý cho mình cái vị trí đường cầu này, nó cực kỳ hay. Rồi thì bây giờ tiếp tục thì mình sẽ thống kê cho mọi người ở khung ngày cuối cùng. Là cái ngày thứ 2 của ngày mùng 4 tháng 12 sau khi có xong.
Vẫn với công thức ở đây sẽ là G5.2. Với vị trí bên này là giải 2.2 và giải 3.3, tức là tuần trước đấy. Xem tuần trước nó đã chạy và trả như thế nào nhá. Đây giải 5 này. Bộ thứ nhất này, bộ thứ hai thì chúng ta có là đây là 7, 0 và 2. Có 7 đây, có 0 và có 2. Kết nối với giải 2.2 thì đây giải 2 này. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai. Đây là bộ 2 lấy cho mình hai con đầu nhá. Thì lần lượt là 0 với 8. Còn đối với giải 3.3 thì lần lượt hai con đầu ở đây chúng ta có là 6 với 1. 6 với 1 ở đây. Thì chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt lại với nhau. Đầu tiên là 7 kết hợp sang này. Thì chúng ta có 707, chúng ta có 787, chúng ta có 767 và có 717. Đối với vị trí của 0, 0 kết hợp sang ấy, thì chúng ta có kép 00 và 55. Rồi chúng ta sẽ có là cặp 080, cặp 060 và cặp 010. Cuối cùng là 2, chúng ta có 202, 282, 262 và cặp 212. Ok, thì đối với đường cầu này thì ở tuần trước chúng ta xem nào. Ở khung ngày thứ nhất là ngày thứ 3, trả về 21. Ngay khung ngày đầu tiên chúng ta đã chiến thắng được cặp 212 đây rồi. Rồi xem khung ngày thứ 2 trả về là con số 78. Tiếp tục chiến thắng cặp 787 ở đây. Và khung ngày thứ 3 trả về 27 chúng ta không có rồi. Vậy ở tuần trước thì chúng ta ăn 2 ngày là khung ngày 1 và khung ngày 2. 27 thì cũng xít lựa chọn. Ở đây có 262 với 282 này. Đó, chúng ta cũng gần chiến thắng cả 3 ngày luôn rồi. Cái đường cầu này cực kỳ hay đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta đã hiểu và phân tích và mình cũng đã đi chứng minh cho mọi người được là cái đường cầu này nó đã chạy ít nhất là từ 4 tuần trở lên rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi phân tích cái đường cầu này để dành cho buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày mai và buổi chiều ngày kia. Thì đường cầu này thì mình sẽ ghi cho một người rõ ràng ở đây. Đây là cầu đề này. Cầu đề này là khung 3 ngày. Là chúng ta sẽ lựa chọn cho ngày thứ 3, ngày thứ 4 và ngày thứ 5. Và mình cũng sẽ ghi rõ ngày ở đây luôn. Đây. Chúng ta sẽ lựa chọn vào những ngày sau. Đặc biệt là đầu tiên là ngày hôm nay là ngày 12 này. Ngày 13 và ngày 14 của tháng 12 năm 2023. Ok. Rồi, thì với công thức ở đây đó chính là giải 5.2. Kết nối cho mình ở đây đó chính là giải 2.2 và giải 3.3. Chúng ta sẽ đi lấy vị trí đây. Đầu tiên ấy thì tại vị trí của giải 5 chúng ta có cho mình bộ thứ nhất, bộ thứ hai. Ở tại bộ thứ hai này thì chúng ta sẽ có là những con số 3, 8 và 7. Chúng ta có 3, có 8 và có 7. Kết nối ở đây là giải 2.2. Tại vị trí giải 2.2 quay trở lên với giải 2 này. Bộ 1, bộ 2. Chúng ta có hai con đầu ở đây là 5 với 3. Còn đối với giải 3.3, đây là giải 3 này, bộ 1, bộ 2 và bộ 3. Hai con đầu lần lượt ở đây xuất hiện là 1 với 3. Thì 3 đây đã có một vị trí rồi, thì chúng ta chỉ lấy thêm con số 1 nữa thôi. Và chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt lại với nhau thì chúng ta sẽ có được cái dàn đặc biệt cụ thể ở đây. Rồi, đầu tiên là 3 kết hợp sang cái vị trí bên này, chúng ta có cặp là 353. Kép 33 và 88. Cặp 313. Tương tự 8 kết hợp, chúng ta có 858. Chúng ta có 838 và chúng ta có cặp 818. Và cuối cùng là 7 thì chúng ta có cặp 757. Chúng ta có cặp 737 và chúng ta có cặp 717. Đó. Rồi, mọi người có thể là lưu lại cho mình cái vị trí dàn này để chúng ta có thể lui cho 3 ngày là thứ 3, thứ 4 và ngày thứ 5 mọi người nhá. Thì từ cái vị trí của dàn này thì mình cũng sẽ tối giản cho mọi người một cái dàn kết nó tầm 6 số thôi. Dàn 6 số kết. Dàn 6 số kết này là nhìn nhận trên góc độ quan điểm cá nhân mình. Để anh em nào mà kết thì mọi người có thể lưu lại cho mình cái thứ nhất là cái cặp 353. Cặp thứ hai đó chính là về vị trí của cặp 818. Và cặp thứ ba đó chính là cặp 717. Đó là nhìn nhận trên góc độ quan điểm cá nhân mình. Còn đối với vị trí của con số bạch thủ lô để chúng ta có thể là lựa chọn cho 3 ngày này luôn
thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người cái vị trí con số bạch thủ lô mọi người nhé. Cái công thức về vị trí của đường cầu lô mình đã chia sẻ cho mọi người để anh em nắm bắt nó được cực kỳ là rõ ràng và chúng ta có thể lựa chọn. Thì với góc độ của cá nhân mình thì mình sẽ gửi đến mọi người vị trí của con số bạch thủ lô. Nhớ cho mình là vị trí bạch thủ lô chúng ta phải lựa chọn những cái cặp số hay cái con số nó đang trong cái biên độ khoảng từ 1 đến 2 ngày gần đây, cách ra 1 đến 2 ngày gần đây, hoặc là lô rơi cũng được, không làm sao cả. Chứ nếu chúng ta lựa chọn lô gan đã nguy hiểm, chơi theo ngày đã nguy hiểm rồi ấy, mà chúng ta lại lựa chọn chơi khung nữa ấy, thì quá là nguy hiểm luôn. Đó, đây cái điều đấy là anh em cần phải hết sức là chú ý cho mình. Rồi thì về vị trí của đường cầu về bạch thủ lô thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái vị trí quân số, đó chính là cái vị trí quân số 53 này luôn. Vị trí này thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn cho mình là thứ 3, thứ 4 và ngày thứ 5. Nhớ cho mình vị trí bạch thủ lô 53 này. Ok. Và còn một cái vấn đề nữa ở cuối video, đó chính là về thông tin số điện thoại để cho tất cả những anh em nào mà anh em đang bị xa bờ, anh em đang bị bí số, loạn cầu, cần cái sự hỗ trợ từ mình thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại cho mình. Nên nhớ là mình đã chia sẻ cho anh em cái thông tin đó chính là về Zalo là mình không sử dụng rồi. Nên chính vì vậy thì mọi người đừng liên hệ qua Zalo cho mình. Được chưa? Và Zalo thì không có, nên là anh em cũng không thể liên hệ được. Và tất cả mọi người dùng điện thoại thì ai ai cũng sẽ có những cái số máy riêng và có những cái số điện thoại riêng rồi. Nên là anh em nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình trực tiếp thì cực kỳ là dễ dàng thôi. Anh em trao đổi trực tiếp được thì tốt nhất, bởi vì mình cần nắm bắt được cái vấn đề mà anh em đang xa bờ, anh em gặp phải như thế nào, để lên cho anh em cái phương pháp chơi được an toàn nhất và hiệu quả nhất. Và nên nhớ là mình chỉ dùng số điện thoại, và số điện thoại của mình là 0333 862 và 215, hỗ trợ cho anh em về một cách an toàn nhất, uy tín nhất và nhanh chóng nhất, cũng là hiệu quả nhất. Gần về dịp Tết rồi thì hội đồng xổ số luôn luôn thay đổi những cái cách quay và có nhiều cái phương pháp quay mới, nên là tất cả mọi người cũng đều phải chú ý như nhau mọi người nhé. Đấy là cái vấn đề mà mình phải cập nhật liên tục cho anh em và thông báo với anh em như vậy. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là chiến thắng rực rỡ, tham khảo cho 3 ngày. Và chúc anh em đại thắng với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn, hay là những cái con số mình đưa ra cũng vậy. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.